Ok, anh Quino có thả King Crab không nhỉ? Thả lông. Em sẽ nghĩ là thả thôi, phải thả thôi. Mất binh rồi, phải thả thôi. Thôi, nhưng mà... Cái gì vậy? Không được càng thả King Crab mà đi chơi thì có vẻ nó hơi... Càng. À, lông kia nha. Không, cây cây là vừa phải chứ không. Cây không có lỗ đâu, cây là cho đúng bài đó. Đúng bài mà. Đúng bài. Nếu không có thể dùng sử dụng brand effect mà cây cho đúng bài. Quan trọng là nó quan trọng là cái tên này nè, cây là phay. Cây thì hợp lý hơn. Tôi nghĩ phải là bấm mặt này hợp lý hơn. Tại vì là F và Enter, phải nói F là từ tốt hơn. Endgame, trận đấu giữa Endgame với... Có kết quả, có áp đi hộp đấy. Trận đó Endgame thắng. Endgame thắng. Endgame thắng. Thì là... Thì là Sài Gòn còn một phát này là bí mật cuối cùng. Đúng rồi, bây giờ cái kết quả là Great Name của anh Sài Gòn. Rồi, xong rồi. Cầm chiến. Nhưng mà mình phải biết là bên kia vừa rao lên một con Brian. Khá là căng đấy. Ủa, trời ơi. Không thể gọi là tiết lộ tại vì rao vậy này của Brian thôi. Để xem đó. Khó rồi, coi như là trừ khi quả sau không quả sau kể cả anh này tốt đích được lại ra thì mới tốt. Deadwing nhưng mà nguy cơ cao quá, mình không nghĩ là Deadwing nguy cơ sao nghĩ theo cái gì đó nguy cơ nào cũng hơn tại vì chín ram rồi. Giờ bây giờ mình cứ ra tên bộ phải ra con rồng 3 mana để biết con gì. Thằng nào tốt thì đề thằng ấy thắng. Đúng rồi. Bố lên. Gì vậy anh này? Tiếp bé. Nhân phẩm quá. Mừng quá nhân phẩm. Chào anh. Chúc mừng.